chào chị. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở ngay cái điểm điểm đầu của tuyến cao tốc Vĩnh Long Vũng Tàu chị nhá. Cái tâm của cái nút giao đầu tiên của tuyến đường cao tốc Vĩnh Long Vũng Tàu ngay vị trí là thành phố Biên Hòa anh chị, ở phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa anh chị nhá. Thì vị trí này là nó nằm trên cái mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, cho nên bây giờ thì trên mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp này á, thì đó là cái tuyến đường tuyến trắng của thành phố Biên Hòa anh chị nhá, ở phường Phước Tân. Và bây giờ thì tôi đang ở trên cái mặt tiền đường, cho nên là xe cộ chạy rất là nhiều, cho nên nó hơi ồn của chúng chị ha. Cái đường này thì toàn là xe công, đường xe tải chạy không ạ. Đó là cái tuyến trắng của đường quốc lộ 1A nhá. Xe tải, xe công chạy rất nhiều trên đây. Đây thì đối với này cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đấy anh chị, thì ở bên dưới cái phía Long Thành đổ xuống rồi khu vực Bà Rịa Vũng Tàu á thì cũng đang triển khai rất là rầm rộ. Nhưng mà riêng đối với này cái phường Phước Tân ở vị trí này phường Phước Tân của Cẩm Phước á, thì hiện tại là về vấn đề mà giải tỏa mặt bằng đang gặp rất là nhiều khó khăn anh chị nhá. Đặc biệt là đối với này cái phường Phước Tân này này, để thấy là chưa có một cái động thái gì để giải tỏa cũng như là để trả mặt bằng cho cái công tác thi công cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở ngay vị trí này. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đây là đường đây này, đường Võ Nguyên Giáp anh chị nhá. Thì theo hướng tây được chỉ đây này, chị sẽ chạy theo hướng này là chạy về cái khu vực Trảng Bom, ngay vị trí là ngã ba Trảng Cổ anh chị nhá. Còn ngược về đây thì anh chị mình sẽ chạy lên khoảng tầm 1 km thì sẽ đến được cái vòng xoay cộng 11 chị nhá, 1 km là đến vòng xoay cộng 11 và chạy thẳng lên nữa là vòng xoay cái ngã tư tàu anh chị nhá. Còn ngay vị trí đây này, ngay con đường đây này chị nhá, đó ngay chỗ có cái mấy người đang qua đường là cái điểm nút giao của tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở ngay vị trí này anh chị nhá. Đó anh chị có thể thấy là lượng xe cộ qua lại cực kỳ là nhiều luôn. Thì hôm nay sẽ quay lại để cập nhật cho cô chú chị về cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, có rất nhiều người, rất nhiều khách hàng có liên hệ với đơn để nhờ hỗ trợ cũng như là tìm kiếm những cái bất động sản nào quanh cái nút giao, cái điểm đầu của tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này để đầu tư anh chị nhá. Tại vì thời gian trước thì Định có chia sẻ một cái video nói về những cái nút giao của tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dọc theo cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này anh chị nhá. Thì đây là một cái nút giao và IC1, cái nút giao quan trọng nhất của cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này ở ngay vị trí này. Và hồi nãy thì Định có cho lăng cam bay một vòng ở khu vực này ở trên cao anh chị nhá. Thì Định thấy là khu vực này là cái nơi mà đông dân nhất của cái nếu mà so với cả toàn tuyến của cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì cái vị trí này là cái nơi mà phải đền bù nhiều nhất và giải tỏa nhiều nhất anh chị nhá. Tại vì cái chỗ này là đông cư dân cư ở khịt kín hết rồi anh chị nhá, và đa phần toàn là giấy tay anh chị ạ, toàn là giấy tay, nhà mua bán giấy tay không có pháp lý anh chị nhá. Đó cho nên là về cái vấn đề mà công tác giải phóng mặt bằng đền bù nó cực kỳ là khó khăn luôn đó. Và chính vì cái điều đấy rất nhiều người đang không chịu cái mức giá đền bù ở vị trí này, cũng như là cái mức giá đền bù ở bên phía nhà nước đưa ra thực toán nó cũng cực kỳ là khó anh chị nhá. Cho nên là đối với này phường Phước Tân á, cái thời gian vừa rồi chỉ khoảng 2 năm nay thôi mà thay tới 2 người chủ tịch phường Phước Tân anh chị nhá. Rồi cộng thêm đó là chủ tịch thôi, còn rất là nhiều những cái bộ phận khác và nó thay đổi liên tục luôn. Cho nên là đối với này cái phường Phước Tân này bây giờ đang cực kỳ là gắt về cái vấn đề mà công tác giải phóng cũng như là đền bù cho cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này. Đối với này một số địa phương khác thì hầu như là giải phóng xong rồi, còn đối với này khu vực Bà Rịa Vũng Tàu một số đoạn đường thì đang trong quá trình là lưu rồi đổ nhựa rồi, nhưng mà riêng đối với này khu vực Phước Tân này cực kỳ khó luôn. Anh chị có thể thấy này, nhà bị quy hoạch giải tỏa này, bây giờ để bạn chỉ sơn bán nhà, cho thuê bán nhà, đây trời luôn anh chị nhá. Đó chị có thể thấy này, và
vị trí này thì chưa giải tỏa được cái gì hết. Linh sẽ quay cho chị mình xem một vòng giáp đây chị nhá. Ngay cái chỗ nút giao cái con lươn qua đường, xe cầu qua lại rất là nhộn nhịp đấy chị nhá. Và ngay vị trí này, ngay bên cạnh của mình là có cái khu phố văn hóa đây chị nhá. Có một cái cổng chào gọi là khu phố 8 và 9 đây nè. Có cái cổng chào vào khu phố 8 và 9 này đó, thì là cái điểm đầu của cái nút giao chị nhá. Đó, thì chị có thể thấy ha, bên cạnh thì là những cái gara ô tô rồi những cái quán nước như thế này đó, mà toàn là những căn nhà nhà lầu nè đó. Tại vì đối với lại cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này chị nhá, thì mới được điều chỉnh về cái vị trí ở đây. Đối với tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu theo cái quy hoạch cũ ấy, thì nó dịch chuyển xuống đây khoảng tầm 1 km anh chị nhá, 1 km, nhưng mà đó là cái quy hoạch cách đây khoảng tầm 1 năm trước, vào khoảng tầm 1 năm rưỡi anh chị nhá, khoảng tầm 1 năm rưỡi thì là cái quy hoạch cũ ấy, cách đây thì nó chạy xuống khoảng tầm 1 km, nhưng mà cái quy hoạch mới đây mới được điều chỉnh cách đây khoảng tầm hơn 1 năm ấy, thì nó là chạy đến cái vị trí này, cho nên rất là nhiều người dân bỡ ngỡ, nhiều người mua đất để đón đầu với cái quy hoạch đấy anh chị, bắt đầu là bị dính quy hoạch, người thì bị dính quy hoạch, người thì bắt đầu là bị lật quy hoạch, cho nên là rất nhiều cái rủi ro nếu như khách mà mua thời điểm trước đây. Và đặc biệt là nếu như anh chị đang mua bất động sản để đón đầu về cái nút giao của tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, thì anh chị mình hết sức là lưu ý, tại vì đối với lại khu vực phường Phước Tân á, sẽ quy hoạch rất là nhiều dự án anh chị nhá, sẽ quy hoạch rất nhiều dự án. Ngoài ra nữa thì cách đây khoảng tầm 500 m đổ về cái phía chạy về hướng Tràng Bom đây này, thì sẽ có một cái có một cái nút giao rất là lớn, nhưng mà hiện tại thì chưa được triển khai, đó là cái nút giao của cái đường sắt anh chị nhá, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu đó, đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, và sẽ chạy song song bên tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu luôn đó. Nếu như chị xem trên quy hoạch thì anh chị mình sẽ thấy rất là rõ anh chị nhá. Đó, cho nên là nếu như chị đang có ý định mua bán đầu tư bất động sản ở khu vực phường Phước Tân để đón đầu về cơ sở hạ tầng, về tình hình phát triển, những cái tiềm năng trong thời gian sắp tới, thì anh chị mình hết sức lưu ý. Còn dọc theo tuyến đường cao tốc thì sẽ được triển khai rất nhiều những cái dự án quy mô lớn, những cái khu đô thị anh chị nhá. Đó rồi, và đối với lại cái tuyến đường có nguyên giáp này này, rồi tuyến đường quốc lộ 51 ngay vòng xoay cổng 11 đó, thì ngay vị trí vòng xoay cổng 11 sẽ được hiện tại tỉnh Đồng Nai đang lên kế hoạch để triển khai những cái dự án lớn, vòng xoay, cái vòng xoay ma thị dạng ma thi nhiều tầng nhiều lớp là cái vị trí là vòng xoay cổng 11 đấy chị nhá. Cho nên là đối với lại cái khu vực quanh cái vị trí này, quanh cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, ngay vị trí này sẽ được quy hoạch cực kỳ là nhiều, cực kỳ là bài bản trong thời gian sắp tới, và cũng sẽ có một cái tuyến metro, một cái tuyến nhà ga metro đó, nằm ngay bên cạnh đây anh chị nhá, ngay bên cạnh đây thôi. Cho nên là cái khu vực này cũng sẽ được đầu tư bài bản, và ở đây là khu vực khu phố Bình Dừa, khu phố Vườn Dừa ngay vị trí xung quanh đây nhé. Cái con đường có nguyên giáp này sẽ chạy giữa khu phố Vườn Dừa đấy, khu phố Vườn Dừa thì sẽ được quy hoạch nhiều hơn đó, và trả lại cái sự bài bản cho đô thị Biên Hòa trong thời gian sắp tới, cũng như là Biên Hòa hiện tại là đang thành lập cũng như là đang triển khai một số cái dự án để giãn dân về phía Nam anh chị nhá. Đối với này khu vực phường Tam Phước này, phường Tam Phước và phường Phước Tân rồi phường Long Hưng, xã Long Hưng đó, thì rồi là phường An Hòa, là những cái địa phương mà những cái phường mà Biên Hòa đang thành lập rất là nhiều cái dự án với quy mô đô thị lớn, để với cái mục tiêu là để giãn dân của đô thị Biên Hòa anh chị nhá. Đối với lại thành phố Biên Hòa thì những cái phường trung tâm á, bây giờ mật độ dân quá cao, cho nên là bây giờ để mà giãn dân ra thì bắt buộc là sẽ phải quy hoạch bài bản hơn, và đưa ra những cái dự án quy mô lớn đẹp để thu hút người dân về với những cái tiện ích đầy đủ anh chị nhá. Tại vì nếu mà không quy hoạch bài bản thì nó sẽ phá vỡ cái quy hoạch, và đây là một cái nơi mà cái nút giao cực kỳ là quan trọng, đầu mối giao thông giao thương của cả khu vực, của cả vùng kinh tế trọng điểm chị nhá. Cho nên là sẽ phải quy hoạch bài bản cái vị trí này, cho nên là cái vấn đề quy hoạch cực kỳ là khó khăn đối với là tỉnh Đồng Nai, và bây giờ đang
đang rơi vào cái tình thế mà Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo một cái áp lực lớn cho Đồng Nai, là dưới đấy cao tốc này kia là cũng đưa vào hoàn thiện hết rồi, đưa vào cái bước cuối hoàn thiện rồi. Trong khi đó là cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu á, thì cái tổng tuyến ở giai đoạn một đây này, từ vị trí này cho tới cái vòng xoay Vũng Bằng là ngay vị trí nút giao của tuyến đường quốc lộ 56 ở thành phố Bà Rịa đấy chị, thì từ đây chạy xuống đó thì sẽ được chia ra làm ba giai đoạn, nhưng mà hai giai đoạn á thì nó nằm ở bên phía hai dự án thành phần á thì nó nằm ở bên phía tỉnh Đồng Nai rồi. Cái tổng thể dự án thì cực kỳ là nhiều, nhưng mà bây giờ chưa làm một cái gì ở bên phía tỉnh Đồng Nai đó, chỉ đang hiện tại là đối với là khu vực Long Thành á thì mới đang triển khai một số cái điểm nút quan trọng thôi, còn lại thì hầu như là chưa làm một cái gì gọi là rầm rộ cả, cho nên để mà đưa vào khai thác thì cũng cực kỳ là khó khăn chị nhá. Có thể là hy vọng thời gian sắp tới là vào phía tỉnh Đồng Nai cũng như là về phía nhà nước cũng sẽ có những cái phương án gấp rút hơn để triển khai cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cái dự án trọng điểm như vậy, để người dân, thậm chí người dân ở Phước Tân bây giờ đang không biết như thế nào mức cái mức đền bù cũng như là khu tái định cư thì sẽ đưa về đâu. Lúc thì đưa kêu là đưa về cái khu 49 hecta ở bên đây này. Rồi lúc thì kêu là đưa về cái khu dân cư dòng dài bên dưới kia này. Đấy, lúc thì kêu là đưa về cái khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Hầu như người dân bây giờ là chưa có một cái phương án là đi đâu và về đâu luôn anh chị nhá. Cho nên bây giờ là hy vọng trong thời gian sắp tới bên phía cơ quan nhà nước, bên phía tỉnh Đồng Nai sẽ có những cái chính sách, có những cái tháo gỡ cũng như là trả lời cho bà con một cái phương án cụ thể là sẽ đi đâu về đâu, rồi cái phương án đền bù cũng như là cái thời gian triển khai như thế nào. Đấy, không để bà con suốt ngày là cứ ở trong một cái trạng thái là thấp thỏm, nay như thế này mai như thế kia, nay nhận được câu trả lời như thế này mai nhận được câu trả lời như thế kia chị nhá. Rồi một cái video mà được cập nhật về tình hình như vậy cho cô chú anh chị về cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở Biên Hòa, ở ngay cái vị trí là phường Phước Tân. Và bây giờ thì cô chú anh chị xem một đoạn của flycam để sẽ quay về tổng thể ở cái vị trí này cô chú anh chị nhá. Và anh chị xem video dành cho đơn một like cũng như là nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhá, để liên tục nhận được những video cập nhật mới nhất về cơ sở tầng của tình hình bất động sản trong thời gian tiếp theo của đất nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị.